Thực hiện nghị quyết số 623 ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp. Nhờ vậy, đến nay công tác hậu cần của Bộ đội Biên phòng tỉnh có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần bộ đội được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Từ nguồn ngân sách tỉnh, trụ sở đồn biên phòng Bình Châu, huyện Xuyên Mộc được xây mới và đưa vào sử dụng cuối năm 2020. Ban chỉ huy đồn đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tăng gia sản xuất, tôn tạo hệ thống cây xanh, cảnh quan trụ sở đơn vị luôn xanh sạch đẹp, chính quy hiện đại. Cơ sở doanh trại mới so với cái điều kiện cũ thì bước đầu thì đơn vị phải tập trung cho các nguồn lực, phát huy tối đa các nguồn lực của cán bộ chiến sĩ, rồi của sự ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn, phân công lại các khu vực của đơn vị để quản lý, xây từng bước đưa đơn vị trở lại trạng thái xanh sạch đẹp. Tăng gia sản xuất, trồng rau, chăn nuôi heo, gà cũng là nếp sinh hoạt hàng ngày ở đồn biên phòng Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Nhờ vậy nên đồn biên phòng Phước Hải đã chủ động được 70% nguồn rau xanh, 30% nguồn thịt cung cấp hàng ngày cho bữa ăn của đơn vị. Trong 10 năm qua, đơn vị đã tiết kiệm được hơn 793 triệu đồng từ việc trồng rau xanh, chăn nuôi heo, gà, vịt. Chúng tôi đã triển khai đầy đủ đến các chiến sĩ, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền và vận động các chiến sĩ và tham gia tăng gia sản xuất tại khu vườn tăng gia. Và cũng, chúng tôi được xây dựng ủy ban tỉnh xây dựng cho khoảng gần 1.000 mét vuông để làm công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Quán triệt nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội, từ năm 2013 đến nay đã có 12 công trình biên phòng trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách với tổng kinh phí trên 554 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị biên phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động tự cân đối kinh phí và sử dụng có hiệu quả công sức của bộ đội vào việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hơn 29.000 mét vuông doanh trại, mua sắm đóng mới, sửa chữa 1.341 doanh cụ, tăng gia sản xuất và dịch vụ có thu đạt 12,6 tỷ đồng, 100% đơn vị duy trì bếp ăn tập trung, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cho cán bộ chiến sĩ. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2013-2022 và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị trong thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 623, chủ động thích ứng với dịch bệnh, biến đổi khí hậu, phát huy tốt mọi nguồn lực, nâng cao năng lực, tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất của đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ mặt doanh trại ngày càng khang trang, cũng góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ biên phòng, giúp cán bộ chiến sĩ gắn bó với đồn, xem đồn là nhà, biên giới là quê hương, từ đó thêm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển của tỉnh ngày một ổn định, an toàn.